Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Lần hợp tác đầu tiên của Chu Nhất Long và Triệu Lệ Dĩnh không phải là Minh Lan Truyện mà là một bộ phim cách đây hơn 4 năm. Nhắc đến tác phẩm hợp tác của Chu Nhất Long và Triệu Lệ Dĩnh, điều đầu tiên người ta nghĩ đến Minh Lan Truyện, câu chuyện tình yêu của Tiểu Công Gia với Thích Minh Lan khiến mọi người thương nhớ. Yêu mà không dám nói, yêu mà không thể đến bên nhau vì rào cản xã hội. Chu Nhất Long đã để Cố Đình Diệp, Phùng Thiệu Phong nẫng tay trên trong cả phim lẫn ngoài đời thực. Chu Nhất Long sinh ngày 16 tháng 4 năm 1988, là một nam diễn viên người Trung Quốc. Anh tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được biết đến với rất nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình đình đám. Chu Nhất Long từng được đề cử giải Magnolia cho nam diễn viên xuất sắc. Triệu Lệ Dĩnh và anh có duyên hợp tác. Lần hợp tác đầu tiên giữa hai người là bộ phim Mật Chiến ra mắt vào năm 2017. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lan Phương, một cô gái giản dị với ý thức cao về công lý, còn Chu Nhất Long vào vai Shen Zimo, một thành viên ngầm của Đảng Cộng sản. Vì cả hai không phải là người yêu trên màn ảnh nên không có nhiều xung đột, mâu thuẫn hay tình cảm ngọt ngào giữa hai người, nhưng sự thể hiện của cả hai trong phim vẫn vô cùng xuất sắc. Họ vẫn là cặp đôi ăn ý, là những người bạn đồng nghiệp tuyệt vời của nhau. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện trên màn ảnh rộng ở quảng trường thời đại New York hai lần nhờ Hoa Thiên Cốt và Sở Kiểu Truyện. Triệu Lệ Dĩnh, nữ hoàng trăm tỷ đầu tiên của Trung Quốc, với lượt phát sóng các tác phẩm hơn 100 tỷ, nhưng cô vẫn là lính mới trên màn ảnh rộng. Vai Lan Phương của cô cũng đã trải qua một bước chuyển mình từ một cô gái ngây thơ thành một nhà cách mạng. Lan Phương dễ thương, còn có một nụ cười tươi rói, nhưng lại là một đặc vụ ngầm khó chơi. Khi nhìn thấy người chồng bị tra tấn, người bê bết máu, cô cảm thấy đau khổ và không thể chịu đựng được. Điều tồi tệ nhất là cô đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử sắp xảy ra. Cuối cùng, khi chia tay, Lan Phương đôi mắt đượm buồn và những giọt nước mắt rơi xuống. Trong mắt cô, người ta nhìn thấy sự bất đắc dĩ và bất lực. Có vẻ như Dĩnh Bảo của chúng ta không chỉ là nữ hoàng màn ảnh nhỏ mà còn có thể tỏa sáng trên màn ảnh rộng trong tương lai gần. Mặc dù Shen Zimo do Chu Nhất Long thủ vai không có nhiều đất diễn trong phim, nhưng anh lại một lần nữa đảm nhận vai phụ xuất sắc. Chúng ta có thể thấy sự phân tầng về quá trình trưởng thành của nhân vật trên cơ sở khẳng định vị trí của bản thân, thấu hiểu về nỗi đau nhỏ bé và bất lực. Bằng những hành động thiết thực của bản thân và lòng đam mê cách mạng, anh đã vén được bức màn bí mật của bản thân. Điều đáng nói là Chu Nhất Long còn thể hiện tài năng chơi piano của mình trong phim. Trong vai một đảng viên mất liên lạc với tổ chức, anh đã chăm chỉ chờ đợi trong khi tìm kiếm câu trả lời trong vai một nghệ sĩ dương cầm. Xen kẽ ở giữa là tiếng gọi của một đứa trẻ mồ côi muốn về nhà, thực sự rất đau lòng. Sau khi một bài hát piano buồn bã kết thúc, giáo viên và người liên lạc của tổ chức đột nhiên đến bên cạnh anh. Cuối cùng, anh đã tìm thấy tổ chức, vừa cười vừa khóc vì vui mừng khi được trở về với ngôi nhà của mình. Đây là cách mà Chu Nhất Long sử dụng khả năng diễn xuất của mình để khiến khán giả khóc và cười cùng anh, và anh có thể để khán giả cảm nhận được nỗi đau của nhân vật trên màn ảnh. Điều này có thể được nhìn thấy trong biểu diễn vi mô trên khuôn mặt phong phú của anh ấy, chẳng hạn như những đường gân xanh nổi lên trên trán và khuôn mặt anh ấy chuyển từ trắng sang đỏ. Vì vậy, tôi thích xem các màn trình diễn trước đây của Chu Nhất Long hơn vì anh ấy có thể phát huy được hết đặc điểm của mình trong một thời gian ngắn để thi đấu, để mọi người có thể thấy được những điểm sáng khác nhau ở anh. Nói về chuyện hợp tác cùng Dĩnh Bảo, Chu Nhất Long từng chia sẻ trong buổi giới thiệu phim Minh Lan Truyện. Triệu Lệ Dĩnh vô cùng dễ thương, được làm bạn với cô ấy là một niềm hạnh phúc. Chúng ta cùng chúc cho tình bạn của họ phát triển lớn mạnh hơn nữa. Video của mình kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.